Hello anh em, chào mừng em đến như quay trở lại với kênh của mình là Khui Kê. Thì hôm nay Gana có cho cái khẩu format giả so quay trở lại này nè. Chỉ cái phát format thôi, còn trang phục vị giả so thì chưa anh em à. Thì cái này mình cũng quay sang lúc trước rồi. Này thì đây, giá của nó thì 500, 800k, K3, tầm gần 1k4 anh em ơi. Khá là ngon, cả từ này khá khá hòa đó. Ok, cương mở được cái gì đây? Ok, nhìn kim cương được đó. Kiếm mấy cái quà này cũng ngon anh em à, nhìn cũng đẹp luôn á. Dù này, những lướt cái thứ khẩu pha bát này thì như bao khẩu nâng cấp bình thường thôi, nâng bất kỳ 7 level này. K4 kim cương nha anh em, K4 kim cương để mà lấy được cái sát level 1, level 4 thì anh em bắn thêm tầm 1k3 nữa, tầm 2k7 đó, 2k7 kim cương để mình thấy này, tăng hai tốc bắn một sát thương, còn hai sát thương tốc độ bắn này, cháy lắm. Lúc trước mình đánh giá không cao khẩu này, nhưng mà qua một thời gian thì phòng mát nâng cấp cái thứ anh em khá là ngon luôn. Cũng thời gian mà toàn bắn khẩu này trong tứ chiến này, phá giáp rồi các thứ kinh lắm anh em. Level 7 thì nó xịn sò lắm đây. Khá là đẹp, hiệu ứng triệu hồi này. Level 6 nhìn nó đã chất rồi, nhìn nó không còn ra không phòng mát nữa anh em. Thì cái này anh em nâng cấp tiết kiệm thêm chu shop nè, dược phẩm mua hộp này, mua hộp này bây giờ so cái này là huy hiệu phòng mát này, hộp phòng mát đâu ta, hộp phòng mát đâu anh em, hộp phòng mát mất tiêu rồi, chỉ còn huy hiệu thôi anh em. Ai trên đây anh em nên mua 50 hộp, 60 hộp à, hợp chứ. Bốn mươi hộp là đúng rồi nè, 40 hộp là đúng, 40 hộp này anh em có phí giảm giá mất 700, còn 1k3 anh em, 1k3 anh em mở cho tầm được 200 mảnh hơn sẽ lãi được khá khá, anh em nâng sẽ dễ hơn, đỡ tốn kém hơn anh em. Khẩu này thì theo mình giá là khá là ngon nha anh em. Thì format thì cũng có nhiều khẩu phi hoặc là ngon hơn rồi anh em, nhưng mà anh em có tiền anh em thì đơn khẩu này, khẩu này thì miễn phí nè, sẽ thương băng đạn tăng một tí tốc độ bắn thì nó sẽ chênh lệch cũng hơn một tí thôi, không quá nhiều đâu nè. Ok, sẽ thử cái khẩu này vô bắn tí xíu cho anh em xem nha. Khí nè, không mất rồi, xem mà xin chờ. Level 4 nè, level 4 nhìn nó cũng đẹp rồi. Các em nhớ kéo xuống cho xin một like nha, cho đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, bấm chuông thông báo nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Giờ thì chỉ thôi, format mà nâng cấp cái thứ là bắn phá giáp được cái thứ ngon lành nha anh em ơi. Đây, thì ăn thịt bằng được súng trường vô nữa, bằng ba cháy anh em. Tăng cái tốc độ bắn là cái thời gian mà dừng lại giữa hai viên đạn á, nhịp thứ ba là bình thường thì nó sẽ bắn nhanh hơn một tí, tới chị nó bắn tổng lọc 3 viên mà anh em, giữa khoảng cách giữa viên thứ ba trở đi á, giữa viên thứ ba là nó sẽ kiểu như là cái thời gian dừng lại nó sẽ nhanh hơn nè. Khẩu này thì nói vút tâm thì nó sẽ hơi khó một tí, vẫn được nha nè. Khẩu này thì nhấp tới chết nè, thằng đó nó nằm ở đầu nè. Ủa cái thằng này
vuốt thì vẫn được nha, nên cho nó gọi là cũng được. Đây, có thể thấy vuốt cũng được thôi, kiểu như cái thời gian dừng lại giữa viên với viên đạn á thì nghĩa là anh em ảnh hưởng cái khả năng vuốt của anh em rất là nhiều. Không mát này thì nhiều anh em thiết phải vuốt đâu, phải phá giáp vậy. Chơi nữa nè, thao mát dép vẫn là một cái gì đó nha các bạn, gặp quá. Bốn kêu cho một cho anh em bắn như này để sẽ thấy cảm nhận được sức mạnh của nó. Vua phá giáp lên, có chính kêu dùng mạng sắp lấy được MVP rồi, MVP rồi nè, tuổi 20. Chết, trong hết game này sẽ được bao nhiêu máu, nhiều kêu nè. Chết rồi nè. Ok, hai mươi mấy kill cho một mạng á, con lên cành đào. Mạng test farm mát của mình khẩu này thì khá là ngon, đánh giá khá là cao khẩu này nha anh em có kinh tế thì có lẽ đâu nhưng khẩu farm mát có lẽ ít anh em sử dụng rồi. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết video, nếu thấy hay nhớ cho mình xin một like nha, cho nên kênh cái kênh ủng hộ mình, bấm chuông thông báo nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye, hẹn anh em ở video tiếp theo. Bye bye.